Lại nữa, Thiện Hiện hoặc Đại Bồ Tát nghĩ như thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có khả năng nhiếp thọ khắp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng nhiếp thọ khắp pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tưởng, pháp không cộng tưởng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng nhiếp thọ khắp chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng nhiếp thọ khắp thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng nhiếp thọ khắp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng nhiếp thọ khắp tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng nhiếp thọ khắp bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng nhiếp thọ khắp pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng nhiếp thọ khắp năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng nhiếp thọ khắp mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng nhiếp thọ khắp pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng nhiếp thọ khắp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng nhiếp thọ khắp tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng nhiếp thọ khắp tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng nhiếp thọ khắp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát ấy nghĩ như thế, thì thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng có khả năng nhiếp thọ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng chẳng có khả năng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì chẳng phải vì Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể nhiếp thọ khắp thiện pháp thù thắng và chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Thiện Hiện hoặc đại Bồ Tát nghĩ như thế này, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đối với quả vị giác ngộ cao tột nhất định được thọ ký. Này Thiện Hiện, đại Bồ Tát ấy nếu nghĩ như thế thì bị thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu thối thất Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đối với quả vị giác ngộ cao tột chẳng được thọ ký. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì chẳng phải để Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đối với quả vị giác ngộ cao tột có thể được thọ ký. Lại nữa, Thiện Hiện hoặc đại Bồ Tát nghĩ như thế này, an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì dẫn phát khắp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng an trụ khắp pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp,
Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng an trụ khắp chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng an trụ khắp thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng dẫn phát khắp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng dẫn phát khắp tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng dẫn phát khắp bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng dẫn phát khắp pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng dẫn phát khắp năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng dẫn phát khắp mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng dẫn phát khắp pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng dẫn phát khắp tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng dẫn phát khắp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dẫn phát khắp đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nếu nghĩ như thế thì thối thất bát nhã ba la mật đa. Nếu thối thất bát nhã ba la mật đa thì chẳng có khả năng dẫn phát bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Cũng chẳng có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng chẳng có khả năng an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng chẳng có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng chẳng có khả năng dẫn phát đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có khả năng dẫn phát an trụ thiện pháp. Lại nữa thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát nghĩ thế này: Phật biết các pháp không có tướng nhiếp thọ, tự chứng quả vị giác ngộ cao tột, đã đắc bồ đề rồi, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thật tướng các pháp. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nếu nghĩ như thế thì bị thối thất bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Này thiện hiện, vì Như Lai đối với pháp không biết, không hiểu, không tuyên thuyết, không khai thị. Vì sao? Vì thật tướng các pháp chẳng thể hiểu biết, chẳng thể an lập, thì làm sao đạt được cái có hiểu, có biết, có tuyên thuyết, có khai thị đối với tất cả pháp? Nếu nói thật, có cái hiểu, biết, tuyên thuyết, khai thị tất cả pháp thì không có việc đó. Bây giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì làm sao xa lìa các thứ lầm lỗi như thế? Phật dạy: Này thiện hiện, hoặc đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩ thế này: các pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt. Nếu pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, thì không có khả năng biểu hiện sự hiểu biết, cũng không có khả năng tuyên thuyết khai thị. Nếu hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa, xa lìa các lầm lỗi. Nếu đại Bồ Tát chấp trước pháp không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt, thì xa lìa bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không có sự chấp trước, không có sự nhiếp thọ. Nếu đối với các pháp có sự chấp trước, có sự nhiếp thọ, thì xa lìa bát nhã ba la mật đa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa là xa lìa hay chẳng xa lìa? Tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, đối với tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa là xa lìa hay chẳng xa lìa?
Bạch Thế Tôn, pháp không nội đối với pháp không nội là xa lìa hay chẳng xa lìa? Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, chân như đối với chân như là xa lìa hay chẳng xa lìa? Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ đối với thánh đế khổ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Thánh đế tập diệt đạo đối với thánh đế tập diệt đạo là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, tám giải thoát đối với tám giải thoát là xa lìa hay chẳng xa lìa? Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát không là xa lìa hay chẳng xa lìa? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, năm loại mắt đối với năm loại mắt là xa lìa hay chẳng xa lìa? Sáu phép thần thông đối với sáu phép thần thông là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, mười lực Phật đối với mười lực Phật là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, pháp không quên mất đối với pháp không quên mất là xa lìa hay chẳng xa lìa? Tánh luôn luôn xả đối với tánh luôn luôn xả là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, tất cả pháp môn Đà La Ni đối với tất cả pháp môn Đà La Ni là xa lìa hay chẳng xa lìa? Tất cả pháp môn Tam Ma Địa đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết đối với trí nhất thiết là xa lìa hay chẳng xa lìa? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là xa lìa hay chẳng xa lìa? Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa đối với tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa dù xa lìa dù chẳng xa lìa thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội, đối với pháp không nội dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không nội? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh? Bạch Thế Tôn, nếu chân như đối với chân như dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ chân như? Bạch Thế Tôn, nếu pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, dù xa lìa, dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ?
Bạch Thế Tôn, nếu Thánh Đế Khổ đối với Thánh Đế Khổ dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ Thánh Đế Khổ? Bạch Thế Tôn, nếu Thánh Đế Tập Diệt Đạo đối với Thánh Đế Tập Diệt Đạo dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ Thánh Đế Tập Diệt Đạo? Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự đối với bốn tịnh lự dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn tịnh lự? Bạch Thế Tôn, nếu bốn vô lượng bốn định vô sắc đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn vô lượng bốn định vô sắc? Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát đối với tám giải thoát dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám giải thoát? Bạch Thế Tôn, nếu tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ đối với tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám thắng xứ chín định thứ đệ 10 biến xứ? Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn niệm trụ? Bạch Thế Tôn, nếu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không đối với pháp môn giải thoát không dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát không? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt đối với năm loại mắt dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát năm loại mắt? Bạch Thế Tôn, nếu sáu phép thần thông đối với sáu phép thần thông dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát sáu phép thần thông? Bạch Thế Tôn, nếu mười lực Phật đối với mười lực Phật dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát mười lực Phật? Bạch Thế Tôn, nếu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, dù xa lìa, dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không quên mất đối với pháp không quên mất dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp không quên mất? Bạch Thế Tôn, nếu tánh luôn luôn xả đối với tánh luôn luôn xả dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tánh luôn luôn xả? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn Đà La Ni đối với tất cả pháp môn Đà La Ni dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn Tam Ma Địa đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết đối với trí nhất thiết dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí nhất thiết? Bạch Thế Tôn, nếu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí đạo tướng trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Này thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa, vì vậy Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa, đối với tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa, vì vậy Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tịnh lự cho đến bố thí Ba La Mật Đa.
Này thiện hiện, pháp không nội đối với pháp không nội, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không nội. Này thiện hiện, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đối với pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, chân như đối với chân như, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ chân như. Này thiện hiện, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, thánh đế khổ, đối với thánh đế khổ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế khổ. Này thiện hiện, thánh đế tập diệt đạo, đối với thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, bốn tịnh lự, đối với bốn tịnh lự, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn tịnh lự. Này thiện hiện, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, tám giải thoát, đối với tám giải thoát, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám giải thoát. Này thiện hiện, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, bốn niệm trụ, đối với bốn niệm trụ, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn niệm trụ. Này thiện hiện, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không, đối với pháp môn giải thoát không, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, năm loại mắt đối với năm loại mắt, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát năm loại mắt. Này thiện hiện, sáu phép thần thông đối với sáu phép thần thông, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát sáu phép thần thông. Này thiện hiện, mười lực Phật đối với mười lực Phật, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát mười lực Phật. Này thiện hiện, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, pháp không quên mất, đối với pháp không quên mất, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp không quên mất. Này thiện hiện, tánh luôn luôn xả, đối với tánh luôn luôn xả, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tánh luôn luôn xả.
Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, trí nhất thiết đối với trí nhất thiết, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí nhất thiết. Này thiện hiện, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải chính tự tánh, chẳng phải lìa tự tánh mà có thể an trụ dẫn phát tự tánh. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc, cho đây là sắc, sắc này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức, cho đây là thọ tưởng hành thức này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn xứ, cho đây là nhãn xứ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cho đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc xứ, cho đây là sắc xứ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ, cho đây là thanh hương vị xúc pháp xứ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn giới, cho đây là nhãn giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, cho đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước sắc giới, cho đây là sắc giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, cho đây là thanh hương vị xúc pháp giới, thanh hương vị xúc pháp giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn thức giới, cho đây là nhãn thức giới này thuộc kia, chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, cho đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước nhãn xúc, cho đây là nhãn xúc này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, cho đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cho đây là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước địa giới, cho đây là địa giới này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, cho đây là thủy hỏa phong không thức giới này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước vô minh, cho đây là vô minh này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cho đây là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước bố thí Ba La Mật Đa, cho đây là bố thí Ba La Mật Đa này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đây là tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước pháp không nội, cho đây là pháp không nội này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh,
pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cho đây là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng chấp trước chân như, cho đây là chân như này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cho đây là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng chấp trước thánh đế khổ, cho đây là thánh đế khổ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, cho đây là thánh đế tập diệt đạo này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước bốn tịnh lự, cho đây là bốn tịnh lự này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cho đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước tám giải thoát, cho đây là tám giải thoát này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cho đây là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước bốn niệm trụ, cho đây là bốn niệm trụ này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cho đây là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không, cho đây là pháp môn giải thoát không này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cho đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước năm loại mắt, cho đây là năm loại mắt này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước sáu phép thần thông, cho đây là sáu phép thần thông này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước mười lực Phật, cho đây là mười lực Phật này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cho đây là bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước pháp không quên mất, cho đây là pháp không quên mất này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả, cho đây là tánh luôn luôn xả này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước trí nhất thiết, cho đây là trí nhất thiết này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cho đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn Đà La Ni, cho đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Đà La Ni này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cho đây là tất cả pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Tam Ma Địa này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước quả dự lưu, cho đây là quả dự lưu này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước quả nhất lai bất hoàn a la hán, cho đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả nhất lai bất hoàn a la hán này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước quả vị độc giác, cho đây là quả vị độc giác này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cho đây là tất cả hạnh Đại Bồ Tát này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cho đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này thuộc kia.
Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bát nhã ba la mật đa, cũng có thể dẫn phát tịnh lượng tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ pháp không nội, cũng có thể an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ chân như, cũng có thể an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ thánh đế khổ, cũng có thể an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bốn tịnh lượng, cũng có thể dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát tám giải thoát, cũng có thể dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bốn niệm trụ, cũng có thể dẫn phát bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát pháp môn giải thoát không, cũng có thể dẫn phát pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, không chấp trước nên có thể dẫn phát năm loại mắt, cũng có thể dẫn phát sáu phép thần thông. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát 10 được Phật, cũng có thể dẫn phát bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát pháp không quên mất, cũng có thể dẫn phát tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng có thể dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát trí nhất thiết, cũng có thể dẫn phát trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, đối với các pháp có sự chấp trước cho đây là pháp, pháp này thuộc kia, thì chẳng thể tùy ý dẫn phát an trụ công đức thù thắng. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thọ tưởng hành thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly.
cũng chẳng quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán sắc giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thanh hương vị xúc phát giới, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ hữu não, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Hết quyển thứ 354.